này có nhảy đến này không? Không nhảy được. What the fuck gì đây? Lại có con quái băng đi. Nâng cấp con quái băng à? Không, set này set à? Ok, nó có điện. Nó giống với con quái băng gây, nhưng mà thay vì là băng nữa là điện. Thiên lôi. Sẽ gọi này là thiên lôi. Trông có vẻ cứng. Đấm vào mặt nó. Chạy bao giờ? Chạy mãi. Nhánh này sao mà chơi? Chạm vào người nó có điện. Ok, bây giờ chạm rồi. Nó màu đỏ. Nó bắn điện. Nhưng mà bắn dở tệ. Mà em giờ tệ quá. Ta có đứng trong đấy xong rồi cái bắn trong đấy thế nào hả? Em giờ tệ. Chết không? Ok, chết rồi. Là ít tiền thế. Cái thằng đánh xong con này phải ra nhiều tiền lắm cơ. Ra nó ra kẹo. Ok. Tiếp. Có lẽ mục tiêu của mình vẫn là đi xuống dưới cái chỗ phòng bí mật. Người phải tìm cái gì đó phá được băng. Ok, phá được chỗ băng này. The fuck, cái bức tranh nó sửa rồi à? Chặn nguồn, nghĩa là mình đánh xong cái con kia mình có thể lấy được. Nero không, thằng này mình tưởng mình nhảy hai phát là bá bắt tường lên được phát ba nhé, cuối cùng không được. Ok, chém cái gương này ra nào. Mà cái gương này mà sao khó khăn vậy? Ok, gương không có gì cả. Mình không chui đến tầng 1 ở đây được. Chưa chính xác tầng 1 bị đóng băng hết rồi. Cửa này không vào được. Thế này nó cũng đỡ. Chỗ nào vào được thì biết ngay rồi. Không phải xoắn cái việc là bị lạc đường bây giờ. Ok, mình sẽ đánh cái này. Được, mình cầm kiếm á. Không được. Ở đây phải nào? Đâu đây? Còn phòng nào? Phòng này. Ok, lại là cái phòng này. Theo mình nhớ thì phòng này nó để đi sang bên chỗ mà hồi trước mình lấy cái để kế hoạch nó còn quay. Mình không biết là nếu mà chơi thằng Dante thì nó lấy được cái gì ở đấy. Ok, đi tiếp rồi. Đây. Gì ở trong này không? Không ấn lại, không ấn lại nghĩa là có thứ chơi rồi. Lại là mày. Lại là bọn mày à? Ui gì đây? Nó bắn trưởng. Chết đi. Chết đi. Chết đi.
Chết rồi, con to chết rồi. Lại gọi tiếp. Công nhận là cái này này cần chiến thích vậy. Đứng trong đấy làm gì hả? Mày chui góc tường mày đứng làm gì? Ok. Mà không ấn được rồi. Tìm máu nào. Trong này có cái gì không? Ngoài trong này. Ô, mình với Dante mình nhảy như thế này. Nero không nhảy nữa. Nero không có nhảy hai lần không nhảy như thế này. Dante nhảy được. Nhưng mà không vào trong này. Ô, trong này chẳng có cái gì cả nhưng mà what the fuck. Ô, trong này có đường mới này. Ở trên kia có một cái tảng đá ra ngọc đỏ phải đánh ấy. What the fuck, cầu thang dài vậy. Ok. Nào tiền nào, chấn tiền cho tao tiền đi. Chấn tiền tao nâng cấp. Chắc nên nâng thêm mana. Để máu thì mình chơi chế độ này không cần nhiều máu cho lắm. Ok. Xuống đây đi, chỗ này đường mới này. Bên kia con gì ấn rồi bỏ qua đi. Ok, mình đi ra đây à? Đây chắc chắn tầng 1 mà. Tầng 1, đường này bị băng đất rồi. Mình chỉ còn đi, phắc, không chuyển đánh kiếm đi. Cũng kiếm cho mấy cái này thích tốt hơn. Mình chỉ còn cái... đường nào mà nó không đóng băng mình đi vào thôi. Đơn giản. Có phải là cái này không? Okay, có vẻ là không. Mình không bắn lên thanh được. Ok, đi vào đây. Trong này là cái gì? Đây là chỗ trước có cái quả cầu lửa ở đây. Tải vãi. Ok. Đi vào đây. Vậy là mình xuống tầng 1 ở chỗ này. Lại khóa cửa lại. Tất nhiên rồi, tại sao không. Lại bọn mày à. Bọn mày thì không đủ tuổi nói chuyện với tao. Ok, con kia này to hơn chút. Chắc là đủ tuổi đấy. Nó chết rồi nhưng mà cái dao trên lưng nó vẫn còn bay xuống đập vào người mình. Ok. Chết chưa? Chết rồi. Hết mấy cái này ra lấy tiền. Ê, lòn đấy. Rồi. Mở cửa cho tao. Tao không thích mày nhốt tao trong cái phòng ngột ngạt này đâu. What the fuck, cái dao. Bị vặn chết rồi, vẫn còn cái dao cắm vào đầu mình. Không treo nó cái kiểm, không treo nó cái nến nữa. Okay. Ra ngoài rồi. Chỗ này có băng, không đi được. Đi sang bên này. Chỗ bốn con quay ở đây. Mình nhớ, này nhớ rồi. Ok, nâng cấp. Mua này tăng mana. Ok, tăng thêm bạch mana nữa. Yeah.
Cái có vẻ đằng kia bị đóng băng không đi được. Chém cái này khó khăn quá. Phải. Chém xong nó hiện ở đấy không có gì, cái đây không có gì nốt. Mấy gương đây này. Mình muốn chém hết để mình không muốn bỏ qua bất cứ một thứ gì cả. Đấy, ví dụ thế này này. Tiền cả đấy, không vào đâu. Rồi đi vào đây. Để nó đi vào đâu. Nó không phải tìm đường như kiểu Nero. Thì thằng này đi đâu thì có đường sẵn đấy rồi. Ê. Ô, quái băng à. Lâu lắm tao không gặp bọn mày. Sao lâu lắm. Đóng băng thì mới để ý. Để về đấy con kia bị mất bên tay kìa. Mình bắn nó mất bên tay luôn. Tập kiếm đi. Bật cái này lên. Ê, chém ê. Rồi. Không cần rồi. Dừng đây. Chắc là bây giờ chỉ còn cách để dừng đây thôi. Chẳng còn đường nào mà đi. Ok, nhiều tiền quá. Ok, mình nghe để kích hoạt được cái này. Mấy cái lồng này cũng bị phá này. Trước cả Dante vào đây thì mấy cái lồng nó còn nguyên vẹn chịu phá. Venero chứ. Ok. Chém. Sao nữa? Kích hoạt cái này. Ok. Ok. Thế thì mình làm cái này làm gì? Đi chạy lung quanh lấy hết tiền trong này đã. Ngay mà. Cái màu xanh cái điểm gì? Hơi khó hiểu. Ok. Tầng này. Đây rồi. Nhiều tiền vãi. Oh my god. Vừa mới tiêu hết tiền để mua cái kia xong bây giờ lại nhiều tiền rồi. Xong đi vào trong kia lấy cái sao kia được. Chắc là chịu. Ok. Hết rồi. Đi vào đây rồi. Ok, cái này là nhảy phát lên hết luôn. Tiện hết còn gì. Mà thế rồi à? Không thì nhảy hẳn lên tầng trên này luôn. Này hẳn lên tầng như này luôn. Không cần phải đi tầng dưới. Và đi sang bên này. Ồ, không phải là mình không đánh được cái này mà tại vì cái này thằng Nero đánh trước rồi. Ồ, cái này chỉ đánh một lần thôi. Chứ không phải là mình không đánh được. Giờ thì Hoàng đã hiểu. Ok, đi ra ngoài này rồi. Bạn này nhớ đường rồi. Ra ngoài này không có đi vào phát nữa là con tóc kìa. Ô lại thiên lôi. Lại là thiên lôi. Đâu đấy. Ok, em khá rồi đấy. Mà đây em ngu lắm mà. Đi rồi. Còn lợn. Còn lợn. Để chết chưa.
chết chưa? Ô tiền không cần để lãng phí tiền. Ok mình đánh cái này để đây có một cái ấn ở đây đúng không? Không có à? Thằng Nero nó có mà trong đấy có một cái mà không có gì luôn. Thật à? Ok đi vào đây. Vậy là có một số chỗ mà mình đầu tiên mình tưởng mình không thể lên được bằng thằng Nero, bây giờ mình có thể dùng Nate lên đấy được mà không hẳn. Ok ấn đây chịu chứ thằng Nero Dante có lên đoạn này không, chắc là không. Cái trên kia không biết lấy cái gì. Chém cái này đi. Chưa? Thế rồi. Còn mấy cái tượng này, mấy cái nhũ băng ở đây. Không hiểu sao chém cái gì cũng ra tiền sao. Thực ra nó đâu phải tiền, nó là mấy cái viên Red Orb để mình nâng cấp đồ mà. Nhưng mà trước tiên gọi là tiền. Mình chơi game mình cứ cái gì mà nó dùng để nâng cấp rồi để mua đồ là mình gọi là tiền hết. Okay. Mua cái gì nào nhỉ? Skill chắc là không lên nữa. Hết cái lên này. Chỉ có mỗi cái nâng cấp mình thôi. Happy ghét mỏ. Chỉ tăng một cách trung thập chứ không phải là tăng thêm nhiều hơn. Fuck, tại sao mình lại thoát này? Ok, năm thiếu một cái này nữa để tăng máu. Ở đây đánh watch chưa? Đây chỗ đánh watch đúng không? Đúng rồi, chuẩn rồi. Ê bịt mũi, what the fuck, có gì không bịt mũi? What the fuck, lần này màu đỏ à? Nero là hai con là màu xanh mà. Đây gặp lại hai con này. Bố là nhây với cức. Baby. Bố nhây vậy cứt. Bố biết thừa đây là quỷ ở đây nhờ, bố cứ thích nhây thôi. Thích nhây bố chiêu thức con quỷ thôi. Tưởng lại nút đan tê mồm. Ở đây có một đứa nút đan tê mồm. Đây lý do nó bịt mũi. Ok. Fuck nữ sãi kìa. Mày nhờn nhầm đối tượng rồi con cóc à. Mày nhờn nhầm đối tượng rồi. Ok băng rơi vào đầu. Bắt cái này lên. Rồi. Con này nó không nhảy lung tung như đấy con kia. Khá dễ đánh. What the fuck sao dễ vậy? Biết là dễ nhưng mà nó đâu cần phải dễ thế đâu. Không như cái con rắn ở trước. Ok, lại tàng hình, lại cái trò tàng hình đúng không? Chưa gì đánh hết máu thử rồi. Bắn, tao bắn cái dâu của mày. Ok, chết một con. Vẫn còn ra được tiếp à? Nhiều tiền vậy. Tiền. Cái đau đấy. Cái đau nó còn lặp. Nhưng mà mày nghịch nhầm đối tượng rồi.
Tao không phải cắn luôn mồm được. Chết đi. Nhanh quá. Nhiều quá. Chém vắt chết luôn. Nero là chỉ có tóm đuôi nó vứt vào trong kia, còn Dante chém chém chết luôn. Được cái gì đây? Được đồ chơi gì đây? Ok, nó là cái vali. Cái vali thơ dùng gì? Sao là cái vali? Ok, nhiều vãi để tao test đồ chơi phát nào. Một lũ không lấy răng, con nhái nhảy lồng trộm. Sao lòng. Ok, sao ông bắn không trúng cái nào vậy? Ok, bây giờ thành rocket. Quả vali bá vậy. Boom, tung hết luôn kìa. Boomerang. Hay đấy, cái vali này hay đấy. Vali này khá là hay. What the fuck cái gì đây? Cả khẩu súng tôi đúng luôn. Tên lửa. Tôi két luôn kìa. Bé nạn có phần. Boom. Tàn thành hết luôn. Nổ luôn cả cái bia luôn. Ngầu vậy lúa. What? Còn cái gì ở đây? Đúng rồi. Ok, vậy là trong cái này nó có cái gì rất là kinh khủng. Nó phải đóng lại. Pandora. Hộp Pandora. 666 hiện khác nhau. Cây cung. Ok. Là mình có thể dùng đây là giống như kiếm. Để bắn sang khắp nơi được. Ở đây đâu? À đây chỗ cái nhà máy đấy mà. Ok, sắp dừng cái đây rồi đấy. Ok, nhảy lên nhớ hành xuống máy. Khi nhảy lên là biến thành xuống máy. Đứng rất là biến thành cái cung. Và rocket. Ok. S luôn. À. Ok, mình sẽ dừng tập này đây. Bye. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong tập lần sau của mình. Bye. 是的。